Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Guppy Quy Nguyễn Bến Tre đây. Thì sáng hôm nay mình lại quay trở lại với các bạn với một cái màn đi cho cá ăn. Thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái quá trình mà một buổi sáng mình làm gì với cái bầy cá của mình. Và ở đây là một cái khuôn viên mà mình đang nuôi ở ngoài trời. Ở trên đó thì mình đang có dân lưới lan đó các bạn. Nhưng mà nói chung là cái nắng với lại là mưa là nó chỉ giảm được một chút xíu thôi. Mà đối với mưa thì hầu như là mình thấy nó hầu như là không có kết quả gì hết trơn các bạn. Không có hiệu quả gì hết trơn. Mưa vẫn nhiều nước mưa xuống mầm. Cho nên là những cái hồ nào mà có cá ngoài đó là bên mình sử dụng những cái nắp thùng xốp để mình đậy nó lại đó. Mình hạn chế cho cái nước mưa vào. Và ba cái hồ lớn ngoài kia là còn đang trống. Tại vì bây giờ là mùa mưa à, mình đã cố gắng mình dời hết cá vào trong cái vàng trong trong khay của mình bên trong rồi đó. Cho nên là chỉ còn lại một cái hồ này là còn cá số lượng nhiều nè. Thì cá ngoài full, ngoài cái nền trắng là ngoài đó là hầu như là mình đều nuôi full gold. Và nuôi full gold thì bên mình đã dời vô khay hết trơn rồi đó. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây là một cái khu vực nữa là mình đang phơm một cái bầy full gold. Quên quậy lên các bạn ơi, tại vì cái trùng này nó còn dơ quá, mình mới ngâm trùng á, cho nên là mình thấy nó ra như nó ra phân rồi nè. Bỏ bớt con khúc đi. Rồi bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem mình cho cá ăn trùng nha. Đây, đây là những cái thùng mà mình đã phơm những bầy full gold mà kiểu như nó full vẫy và nó có chớm tai, và cái triển vọng của nó là có thể là nó sẽ lên tai, cho nên là mình phơm riêng bằng những cái thùng vàng. Bên đây là một cái bầy full gold gain, full vẫy và full tai luôn. Đó, cái bài này là nếu mà anh em mà không mua thì bên mình sẽ tiến hành mình để lại ghép trống để cho nó đẻ luôn. Đó. Đó, mình cho cá nó ăn hết. Là mỗi lần mình cho ăn thì cho ăn ít thôi nha các bạn. Đó, cái trùng là nói chung là nó rất là thích hợp để cho cá nó lên sai, nhưng mà con cái là nó sẽ rất là khó tiêu. Cho nên là các bạn cho ăn ít thôi, đừng có tham mà cho cá ăn nhiều quá là sẽ không có tốt đâu. Rồi bên đây thì mình có một cái bầy coi đen sọt đây. Nhưng mà cái này là mình nuôi không có chiên. Mình nuôi giống như giờ là chỉ nuôi thủy sinh chơi thôi các bạn ơi. Đó, bây giờ còn có mấy con nuôi nó chết hết trơn các bạn. Hình như giờ nó đẻ ra hình như là còn có mấy con ghi bông, còn như là gen không. Bên đây là Dumbo Hatmon. Có mấy con ở đây thì bữa nó bệnh á, cái mình tách ra đây luôn. Nay mình thấy nó cũng khỏe rồi, nó ăn mầm luôn. Cho nên là ở đây có mấy con à. Rồi, đây là cá con của coi đen sọt nè. Size này thì nói chung là mình cho nó ăn trùng, cho nó vô nó ghĩa trùng là nó dứt hết rồi các bạn ơi. Cá con mà các bạn thúc cho nó ăn trùng là mau lớn cực kỳ luôn. Đó, các bạn thấy ham không? Nè. Đó, các bạn thấy tụi nó bu không? Tụi nó mà thấy mình là nó bu lại một bầy vậy nè, nhìn thấy ham đó các bạn. Đó, khi mà các bạn mà ra hồ cá là các bạn thấy cái tình trạng mà cá nó còn chạy ầm ầm vậy nè. Nó bu lại, nó thấy các bạn cái nó bu lại một cục như vậy nè, là cá rất là khỏe mạnh nha các bạn. Còn nếu mà khi mà các bạn ra, các bạn không thấy cái tình trạng này, không thấy hiện tượng này giống như mọi ngày, là ngược lại thì cá nó sẽ nằm, nó nằm liệt địa, nó nằm bất động ở dưới đáy hồ, là lúc đó là các bạn nên rút nước ra bớt và tiến hành cho thuốc vào để trị bệnh cho cá liền nha các bạn. Chứ cái tình trạng đó là cái dấu hiệu của nó đang bị bệnh đó các bạn. Đó. Thì nhiều khi là có một hai con ở trong hồ thì nó không có ảnh hưởng và cũng không đến nỗi nào, thì các bạn cũng khoan hãy quan tâm. Chứ nếu mà cá còn đang khỏe mạnh thì các bạn cho thuốc vào, các bạn trị liền, có thể là sẽ ảnh hưởng tới những con mà nó chưa bị. Thì khi nào mà bạn thấy nó một cái số lượng mà gọi là đáng kể á, là thấy đa số là đều nằm dưới đáy hết và có dấu hiệu đứng túm lắc, thì các bạn nên lúc đó các bạn mới nên xử lý nha các bạn. Đó thì kinh nghiệm của mình, và không biết kinh nghiệm của các bạn như thế nào thì mình không biết, nếu các bạn có biết thì có thể chia sẻ với cho mình nha. Đó, full gold, trời ơi, cho nó vừa xuống cục trùng một chút xíu là nó quất sạch xanh xanh hết, không còn cái gì luôn các bạn. Đó, các bạn thấy nó ăn không? Ăn ầm ầm luôn. Thì khi mà mình nuôi cá ngoài hồ lớn vậy, mình có một cái lợi thế là sao các bạn biết không? Là cá rất là mau lớn luôn, cực kỳ mau lớn so với mình nuôi trong thùng xốp và nuôi trong khay nhựa luôn các bạn. Đó, cái bầy này như là chưa được tháng mà hầu như là trống bây giờ nó lên full tai hết trơn. Còn những con mái thì bây giờ đa số là đều full vẫy hết luôn. Chưa được một tháng, mình nhớ là không, nếu mà nói chưa được một tháng thì hơi quá, chắc là tầm khoảng một tháng đó các bạn. Một tháng mà cá lên ầm ầm vậy.
Đó, là ở đây là đa số mình cho ăn trùng không à. Mà trùng thời điểm này các bạn biết rồi, 200 ngàn một ký, méo mặt luôn các bạn. Mà 200 ngàn một ký các bạn mua là chỉ được khoảng 700-800 gram thôi, chứ người ta đâu có cân đủ cho bạn một ký đúng đâu. Đó, mua lần nào về mình cân lại là cũng khoảng 700-800 gram. Thì tính ra là nó hơn 200 ngàn một ký chứ không phải là rẻ đâu các bạn. Đó, cho nên là nhiều anh em không có hiểu mua cá trả giá những anh em mà làm cá rất là khổ các bạn ơi. Trùng các bạn nghĩ đi, là bên mình đó là một tuần lễ là cá nó ăn tầm khoảng 2 kg trùng, thì mua 2 kg trùng mà nếu mà cho ăn tiết kiệm đó nha, còn nếu cho ăn thả ra đúng bự luôn, đúng cử luôn đó, là một tuần là tầm khoảng 3 kg, thì các bạn tính thì một tuần là 600 ngàn tiền trùng, thì cứ đó mà nhân lên 1 tháng. Nói chung tại vì full gold ghe là bên mình bán là có full vảy luôn thì có 30 ngàn một cặp à, còn full gold ghi bông nếu mà full vảy không lên tay thì cũng 40-50 ngàn một cặp à, tùy cái mức độ của nó. Mình bán giá là quá hữu nghị cho anh em chơi rồi, anh em còn kêu mình ưu đãi nữa thì mình cũng bó tay luôn, mình không biết xử lý làm sao luôn. Rồi thì bên đây là cái hồ full gold, cũng là full gold luôn nhưng mà nó không có đạt chuẩn, không full vảy, cho nên là mình thả vô đây vừa nuôi thủy sinh mà vừa anh em nào mà tới mình bán rẻ rẻ cho anh em chơi, 50 ngàn chuyện con đó thì lo vớt về nuôi. Rồi tiếp theo tới đây là bầy Dumbo ri bông nè. Đó, Dumbo ri bông mình thấy nó đẻ cũng khá khá ngoài vòng vòng xung quanh nè, tại vì giờ quay camera cái góc nó rộng quá thì các bạn sẽ không thấy được những cái con cá con đâu. Bây giờ mình sẽ cho cái bầy cá giống ăn nè. Bầy này không biết sao mình thấy nó đẻ cũng ít lắm các bạn. Đó, có mấy con này cái tai bơi nó chà bá lửa luôn, cái tai bơi dài tròn luôn các bạn nè, các bạn thấy không đó, cá trống này giờ rất là ok rồi. Còn cá mái thì lâu lắm mình có quay một cái clip ở trên kênh YouTube của mình á, mình có đang bán một cái bầy Dumbo ri bông thì sắc fin luôn, nhọn quắc luôn, fin dày luôn các bạn, thì hầu như là mình bán cũng được vài cặp thôi. Mình nghĩ là hình như là cái hàng này giờ đa số anh em không chuộng chơi nó hay sao, cho nên là mình để đẻ luôn đó, bây giờ mình không bán nữa, mình để lại cho nó đẻ luôn, mình làm số lượng ra. Còn đây là coi gen red ear ri bông, gen red ear ri bông đó, mình tách riêng ra. Bên đây là một cái dạng hột kiến mình phơm Dumbo Hormone, Dumbo Hormone BDS. Đây là trống nè các bạn, đây trống đây. Còn full gold ri bông thì những cái hồ vàng là mình đều nuôi full gold hết. Còn ở bên đây là máy Dumbo Hormone, thì cái size này tầm khoảng hơn tháng rưỡi rồi, sắp tới cái xe bán được rồi các bạn, nhưng mà không biết là mình có nên đăng bán cái bầy này không hay là chắc sẽ để là cho đẻ làm giống luôn, thì mình cũng thích Dumbo Hormone lắm nhưng mà số lượng hiện tại mình có khá là ít, thì số lượng cái bầy này với trống bên cái hồ kiến bên kia là tầm khoảng 40-50 cặp gì thôi à, chứ không có nhiều. Đây là cũng là một khay trống nè, ở dưới đây cũng là một khay trống máy luôn nè, đây cây mái nè. Đó, thì cũng không số lượng cũng không được nhiều lắm. Rồi quay qua vàng bên đây là đều full gold không, đại số là full gold, dưới đây cũng full gold luôn nhưng mà mấy con này nó còn nhỏ quá, trống nè. Còn ở đây là cá giống á, đang có bầu với một số cá con ở ngoài mình làm biến mình chưa vớt luôn. Cá con bây giờ còn nhiều lắm, bây giờ anh không đủ cá lớn để bán cho anh em luôn á. Hôm nay anh em ủng hộ full gold rất là nhiều luôn, cho nên mình cảm ơn anh em rất là nhiều luôn nha. Hồ cá giống là chắc là mình sẽ tắt ra, mình đem bỏ xuống hồ thủy sinh luôn các bạn, tại vì giờ nó già rồi đó, các bạn thấy những con trống nó bị đu nó đỏ hết trơn, nó già nên là nó đẻ nó ra bạch con cũng không còn hiệu quả lắm, cho nên là chắc là mình sẽ tắt xuống, mình cho xuống hồ thủy sinh luôn. Đây các bạn, đây là cũng một bầy cá con nè, size nó cũng trọng trọng hết trơn rồi. Cá mà các bạn nuôi với cái mật độ mà ít thôi chung một hồ á, nhưng mà các bạn cho ăn trùng chỉ vô nữa thì nó rất là mau lớn luôn các bạn, cực kỳ mau lớn luôn, lên size nhanh cực kỳ luôn. Trùng chỉ là cái món thuốc size là phải nói là không còn gì để bàn cãi luôn. Full gold là hầu như ở đây là đa số mình đều làm full gold là nhiều, còn mấy dòng khác mình làm ít chơi thôi chứ không có chuyên. Còn bên đây là một cái hồ full gold ri bông đang bệnh, đang có dấu hiệu bệnh nè. Hôm nay mình thấy nó khỏe khỏe nè, chứ hôm qua ra là các bạn thấy nó nằm tút dưới đáy luôn, nó không động đậy, không cử động gì luôn. Đó, nay nó khỏe khỏe lại rồi các bạn. Nhờ mình đang xử lý nó, mình đang trị bệnh nó bằng tetracycline, cho nên là cái nước nó sẽ đổ lờm như vậy nè.
cá mà còn đang bệnh á, lúc mà các bạn trị các bạn cho nó ăn ít thôi, các bạn cho nó ăn một ít thôi, bằng 1/3 so với bình thường các bạn cho ăn thôi, các bạn đừng cho ăn nhiều quá nha các bạn lưu ý, nhưng mà phải cho ăn chứ không có để bỏ đói nó luôn nha các bạn. Đó, các bạn phải cho ăn nhưng mà cho ăn ít thôi. Đây, đây là đùm ổ lộn full gold gibbon, size này còn tơ lắm, còn nhỏ xíu, chưa tới size bán cho nên là mình đang thúc trùng nó cho nó nhanh tới size bán. Rồi bên đây có một con ngụm củ tỏi rồi các bạn ơi, không biết nguyên nhân tại sao nó ngụm luôn. Đó. Nhưng những con này là bây giờ nó cũng còn mạnh đùng mà, nó không có vấn đề gì trơn mà không biết sao con đó nó chết nữa. Nhiều khi trong cái hồ các bạn có nhiều con nó chết, các bạn không biết rõ được nguyên nhân tại sao nó chết luôn. Là nhiều khi là sáng các bạn ra các bạn cho cá ăn đúng không, các bạn thấy nó còn ăn ầm ầm mạnh đùng luôn, trưa các bạn quay ra các bạn thấy nó chết queo rồi, không biết nguyên nhân tại sao luôn. Đó, thì bây giờ coi như là cho ăn xong cái khu trong đây rồi, bây giờ mình sẽ ra mình cho cái khu ngoài ngoài trời của mình ăn. Ngoài đó mình nuôi thùng xốp và không có oxy, không có gì hết trơn, giống như một cái clip trước mình có quay mình giới thiệu cho các bạn xem cái khu vực đó. Bây giờ mình sẽ ra mình cho cá ngoài đó ăn nha. Thì bên đây là bầy cái này có thể gọi là kêu là coi gen red eribon luôn các bạn, chứ không có gọi là coi red eribon được các bạn, tại vì các bạn thấy ông tai nó lên cũng không ok lắm, tại vì cái bầy này nè nó đẻ từ con giống full tai luôn, eribon full tai luôn, và nó sẽ đẻ ra được những con này và mình đã tuyển chọn lại mình làm giống. Cái bầy trước mình bán hết trơn rồi full bán hết trơn rồi cho mình để lại mấy con này mình làm giống cho nó đẻ ra, thì nói chung là để làm số lượng thôi. Chứ nếu mà cái dòng này nói chung là mình không có chuyên, cho nên là mình làm thêm cho vui thôi, cho nên là nhiều khi mình cái tên gọi của nó mình còn nhầm lẫn á mà. Đó, hiện tại bây giờ là vậy, nhưng mà không biết là thời gian vì sao mình có đầu tư cho nó hay không mà mình không biết. Đó, chứ bây giờ là mình làm chơi cho vui thôi, cho nên là nhiều khi mình gọi không đúng tên nó thì các bạn cũng góp ý cho mình nha. Đó, bây giờ mình cho nó dứt thôi. Có bên đây có một con bệnh nè, mình tách ra mình trị thẳng trong hồ luôn, nhưng mà mình tách ra ngoài cái hồ xô. Rồi bên đây là các bạn thấy không, có một số con này nè nó chớm tai luôn nè, con mái nè nó chớm tai, và cái con những cái con này có khả năng là nó sẽ full tai luôn nha các bạn. Nè nó nhỏ xíu xe tơ nhưng mà nó chớm tai lên nè các bạn thấy không, đó là từ cái bầy cá bên đây nó đẻ ra bên đây nè, mình bỏ qua bên đây nè, nó đẻ ra cũng được mấy bầy rồi, thì mình thấy cái tỷ lệ nó ra red e luôn tầm khoảng cũng ổn ổn đó các bạn, đó một bầy nó ra khoảng 5-6 cặp luôn vậy á. Nhưng mà cho nên là cái bộ gen này mình thấy khá là ok nè. À, thì những con mà không lên tay thì những con gen ear thì mình sẽ bán rẻ rẻ tầm khoảng mấy chục ngàn cặp cho anh em chơi thôi. À, anh em nuôi thủy sinh. Đó. Cho ăn ở đít thôi các bạn ơi. Rồi kế tiếp ở đây là một cái cũng bày coi gen coi gen get ear ribbon, tên dài dễ lộn quá các bạn ơi. Đó, nhưng mà bên đây nó không lên tai. Đó, bên đây mình chỉ tách riêng ra mình cho nó đẻ để mình làm số lượng ra mình bán. Khi mà lên có cá rồi mình bán cũng khoảng 20-30 ngàn một cặp ri bông thôi. Đó, hàng này rất thích hợp cho anh em mới tập chơi luôn. Đây, bên đây cũng là một cái bầy con này. Nhưng hiện tại là số lượng nó cũng khá rồi. Cái bầy bên kia nãy bự, nãy mình cũng bán hết một số nè, khoảng mấy chục cặp rồi đó, cho nên nó còn một ít rồi. Đợi cái bầy này lên xem cái có cá nó ok không mình để lại cho anh em chơi. Anh đây là rồng đỏ đi bông. Đó, cá rất là khỏe mạnh luôn, nuôi ngoài trời có con cá ở lên tảo vậy, mà lên tảo thì cá rất là khỏe. Còn đây là full gold mà các bạn nuôi mà để lên tảo vậy là thất bại nha các bạn. Đó, mình đã nói rất là nhiều trong những clip mà liên quan tới full gold. Nuôi lên tảo vậy là cá nó sẽ bị đen thùi lùi luôn. Nhưng mà cái bầy ngoài đây thì mình sẽ nuôi để mình thử nghiệm. Mình test hàng nó xem nó như thế nào thôi. Với lại là mình ngoài đây là mình chỉ bán thủy sinh thôi. Còn cá mà mình phơm ok đẹp, mình sẽ phơm trong hồ kiến hay là khay ở bên trong cái nhà cáo của mình á. Rồi thì nói chung là ở đây mình còn một số thùng xốp nè. Mình đang chuẩn bị mình cho cá ra thêm. Rồi, nói chung là hy vọng là các bạn rất thích clip này và đăng ký kênh YouTube để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là mình sẽ dừng clip để mình vô mình rã đông cái Artemia. Mình đã ấp sẵn rồi, mình cho một mình chăm một cái bầy full gold cho nó ăn thêm Artemia nữa. Thường full gold là mình cho ăn trùng với Artemia, còn những cái cá này thì mình sẽ không cho ăn Artemia. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip này nha. Rồi, cảm ơn, bye bye.